Con đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm thị trấn Côn Đảo là khoảng 14 km. Huyện Côn Đảo là một quần đảo ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu. Quần đảo rộng 76 km vuông này bao gồm 16 hòn đảo, lớn nhất là đảo Côn Sơn. Côn Đảo cách Vũng Tàu 185 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230 km, cách Cần Thơ khoảng 83 km. Dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú, ăn uống trên đảo phát triển khiến địa danh này ngày càng thăng hạng trên bản đồ du lịch. Từ một nơi từng bị coi là địa ngục trần gian, dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Côn Đảo ngày nay bỗng lột xác để trở thành một trong những hòn đảo đẹp nhất hành tinh, với những cánh rừng rậm rạp, làn nước màu ngọc bích và bãi cát trắng trải dài vô tận. Từ tháng 3 đến tháng 9 là mùa mưa ở Côn Đảo, nhưng đó chỉ là những cơn mưa bóng mây, kéo dài khoảng 30 phút đến 1 tiếng là tạnh. Hơn nữa, sau cơn mưa, cảnh sắc Côn Đảo sẽ trở nên tươi mát hơn, sạch sẽ hơn, những tia nắng cũng dịu nhẹ hơn. Đặc biệt vào mùa này, biển Côn Đảo cũng lặng sóng, êm đềm và mang một màu sắc thanh mát, thoải mái hơn mùa khô rất nhiều. Khoảng thời gian này rất thích hợp để bạn đi du lịch Côn Đảo. Từ tháng 10 đến tháng 2 là thời gian biển động, cho nên chi phí các loại dịch vụ rất đắt đỏ. Hơn nữa, vào khoảng thời gian này bạn sẽ không thể tắm biển được, nhưng bù lại bạn có thể tham quan những di tích lịch sử nổi tiếng, thắp hương cho các vị anh hùng dân tộc hoặc khám phá rừng nguyên sinh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu bạn muốn du lịch Côn Đảo vào khoảng thời gian này thì hãy suy nghĩ và chuẩn bị thật kỹ càng cả về vật chất lẫn tinh thần nhé. Bên cạnh du lịch tâm linh, về nguồn, nhiều du khách đang biết đến Côn Đảo là thiên đường nghỉ dưỡng, điểm phượt lý thú còn nhiều điều khám phá. Côn Đảo có rất nhiều khu resort, phòng khách sạn, homestay với nhiều mức giá khác nhau. Di chuyển ở Côn Đảo có nhiều hình thức taxi, xe điện hoặc thuê xe máy rất thuận tiện. Ở Côn Đảo người dân thực sự rất lành, mọi người thân thiện, sẵn sàng kể chuyện về đảo, chỉ cho bạn những địa điểm tham quan, ăn uống phù hợp. Điều đặc biệt nhất là dù có mỏi mắt tìm kiếm bạn cũng sẽ không thể thấy được bãi gửi xe nào. Bạn hoàn toàn có thể tự tin để xe ở bên đường và đáng chí quên rút chìa khóa xe không thể là điều đáng lo lắng.
cầu tàu 914 được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 18, nơi chứng kiến bao nỗi cực nhục của những tù nhân ngay ngày đầu tiên bước chân lên đảo tù đầy. Nhiều người chỉ đi qua cầu một lần và đã yên nghỉ mãi mãi ở côn đảo. Số 914 được đặt tên cho cây cầu là do các tù nhân đã thống kê số người ngã xuống bởi tai nạn lao dịch trong quá trình xây dựng cầu. Nhiều tài liệu đặt tên cầu với các số khác nhau 871, 917. Nhưng phổ biến nhất là số 914, các cựu tù nhân côn đảo kể rằng, một tảng đá lớn mà 4 người không thể di chuyển nổi mà kêu xin thêm người sẽ bị quản ngục đánh và loại bớt một người, 3 người không thể di chuyển được sẽ tiếp tục đánh tiếp một người, 2 người còn lại bị đè dưới tảng đá lớn. Dấu tích còn lại của cầu tàu 914, một di tích lịch sử qua nhiều thế kỷ là những phiến đá ngổn ngang và những tảng đá lớn nặng vài tấn đã đè nát bao nhiêu thân xác của tù nhân trên đường từ núi Chúa về đây. Cầu tàu 914 là kỷ niệm không thể nào quên của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm ở côn đảo trong thời kỳ chiến tranh. Thank you.
Bãi Đầm Trầu là một trong những bãi tắm đẹp nhất của Côn Đảo. Bãi Đầm Trầu nằm ở phía ngoài của vườn quốc gia Côn Đảo thuộc Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích khoảng 3,3 hecta. Bãi biển này sở hữu làn nước trong xanh cùng những dải cát vàng trắng mịn được bao bởi những cánh rừng nguyên sinh đã tạo nên một nét đẹp rất riêng. Vì có vị trí gần sân bay Cỏ Ống nên đứng ở bãi tắm này, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy hình ảnh máy bay hạ cánh và cất cánh ở sân bay. Bãi Đầm Trầu chưa có nhiều dịch vụ nhằm khai thác các hoạt động du lịch nên vẫn giữ cho mình nét hoang sơ đầy bí ẩn. Chùa Vân Sơn tự còn có tên gọi là Chùa Núi Một là ngôi chùa ở Côn Đảo duy nhất và đẹp nhất biển đảo này. Đây là địa điểm tham quan tâm linh linh thiêng với kiến trúc độc đáo được nhiều khách du lịch yêu thích khi đến với Côn Đảo. Chùa tọa lạc trên ngọn núi Một thuộc huyện Côn Đảo, Vũng Tàu. Vân Sơn tự là ngôi chùa ở Côn Đảo được Mỹ Ngụy xây dựng năm 1964 nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho viên chức quân lính trên đảo. Ngoài ra, chùa ở Côn Đảo được Mỹ xây dựng nhằm mục đích mị dân và che mắt báo chí, che mắt dư luận thế giới về sự thống trị tù nhân tàn bạo của họ. Vân Sơn tự có hai hướng giáp biển và hai hướng giáp núi, từ chánh điện chùa nhìn ra là một cầu tàu với nước biển xanh trong, phía bên phải là biển xanh giáp liền ngọn núi, với hàng trăm ghe thuyền đậu tấp nập, phía sau là những dãy núi cao nhấp nhô hùng vĩ. Vào năm 1975, chùa trở thành nơi thờ Phật, địa điểm tâm linh của người dân trên đảo. Chùa Vân Sơn tự là ngôi chùa ở Côn Đảo có lối kiến trúc đậm nét Phật giáo Á Đông. Chùa có diện tích khoảng 19.434 m² bao gồm cổng chào, nhà thờ tổ, miếu địa tạng, gác chuông, tượng Phật Bà Quan Âm, miếu sơn thần. Chùa có vị trí đắc địa khi tựa lưng vào núi Một, các mặt xung quanh chùa có tầm nhìn ngắm biển, ngắm toàn cảnh thị trấn vô cùng tuyệt đẹp.